Chapter 11, Aphrodisiomatous, Part 2. Talk about, again, nói về cái vấn đề là cost approach, replacement cost method. Đây là một cái phương pháp thứ hai mà người appraiser, họ dùng cái phương pháp thứ hai này để mà value một cái property, cái đó thường thường là cái new building. Cái vấn đề một cái building lớn, xây cất, build new building. Ok, thì họ dùng phương pháp này. Chứ không phải là cho cái housing, cái loại mà cái loại như là residential, condominium and cái những căn nhà từ cái gì đó gọi là single house đến duplex, triplex, fourplex chẳng hạn. Những thứ đó họ dùng cái comparison data approach. Ok, comparison data approach. Ok, còn bây giờ mình đi qua phần thứ hai là phần này dùng cho những cái loại building xây lên trên một mảnh đất. Thì thường thường nó có, người ta mua một miếng đất, một cái land, một cái parcel, rồi họ xây cái building trên đó, những cái gì mà xây cất thêm lên trên miếng đất đó, thì họ tính cái này, họ dùng phương pháp này để họ tính cho ra được cái value của cái property đó. Có nhiều loại, ví dụ như những cái building của chính phủ chẳng hạn, họ không làm ra lợi ra, họ không làm ra làm lợi ra từ cái business này kia chẳng hạn, họ vẫn được dùng cái phương pháp cost of approach này. Hay là những cái building mà xây cho những trường học, xây cho những cái nơi mà gọi là gì, mới xây ra những cái khu phố, những cái căn phố này kia, những loại building đó vẫn được tính bằng cái cost of cost approach. Ok, đó là điều mình học được phương pháp thứ hai này. Chứ chúng ta đi vào chi tiết với nhau từ cái phí number 331 at the bottom, mình sẽ thấy người ta nói đến định nghĩa cái cost of cost approach như sau. Mình sẽ đi vào đây cho xem có định nghĩa đây không. Ok, ở đây mình đi qua đây. Đây, the cost approach is a process của cái appraising a property, cái property by calculating the cost of the land, nghĩa là bằng cách là calculate cái value của miếng đất trước cho nó giá bao nhiêu, and building là những cái building sau đó cái giá của building mà xây lên. Ok, thì tốn kém bao nhiêu nữa, and if they were new today, nếu họ là mới ngày hôm nay, and then subtracting the accrued depreciation, và trừ đi những cái, ok, những cái sự mà cho hàng năm nó bị giảm giá trị đi đó, nó bị depreciation, bị giảm cái value đi, vì nó có thể bị hao mòn, nó có thể sử dụng nhiều quá bị hư, hay là nó bị lỗi thời, hay là kinh tế bây giờ nó không còn thịnh vượng ở trong vùng này nữa, economic line bây giờ nó không có good nữa, thì những thứ đó dần dần nó bị mất giá đi, thì nó tính ra cái depreciation, nó trừ đi, là tính, nó tính đầu tiên là cái cost of land, rồi sau đó cái cost của cái building, ok, và sau đó đi nó trừ đi cái depreciation, để ra được current value. Đó là công thức chính mình nắm trong đầu trong cái cost approach. Được chưa? Bây giờ tôi đi tiếp ở đây. Qua đây nói cái cost á, nói về cái cost là cái sự chi phí đó, cái sự mà chi phí trong vấn đề xây cất, trong vấn đề mua đất, mua đồ đó. Thì cái cost of approach nó có cái cost of both direct and indirect. Cái land thì dễ dàng rồi, mua miếng đất trả giá bao nhiêu cái đó thực tế rồi, nó direct rồi, không tính làm gì nữa. Nhưng mà cái vấn đề xây cất đó, nó có những vấn đề là có những vấn đề tốn kém, ok, trong vấn đề xây cất là vật liệu và nhân công, là hai cái đó được coi là direct cost, là thấy rõ ràng. Thường thường ta nói đến vấn đề mà xây một cái building trên miếng đất thì ta nói cái building đó nó tốn vật liệu là bao nhiêu, nó tính nhà nhân công là bao nhiêu, là ta tính ra, ta tính khoảng chung chung khoảng khoảng đó, ta đoán cái khoản đó, đó là direct cost. Nhưng mà bên cạnh direct cost còn nhiều thứ khác nữa, đó là indirect cost. Indirect cost ở đây nó có là cũng là vấn đề chi phí thêm bên cạnh những cái labor cost và cái material cost. Còn bên này nó có thêm cái gì, ví dụ như mình mướn những người để điều hành là manager hay gì đó, điều hành cái chương trình xây dựng đó, thì những cái đó là tiền cost thêm nữa, văn phòng, ok, rồi những cái là cái fee, những cái permit như kia, những cái professional fee, rồi insurance rồi này kia chẳng hạn, đóng thuế tax rồi kia, những thứ đó đâu có mình cái kênh kia chúng chung chung, mà chi tiết còn những cái chi phí ngầm mình nói rất là nhiều ở đây. Và kể cả vấn đề financing cost, financing cost là khi mình đi mượn loan đó, 5-7 triệu đô la đó, thì nó có cái cost là cái loan fee, mình nhớ không, cái discount fee, ok, những thứ closing cost, những thứ đó nó cộng thêm mấy chục ngàn nữa, khi cả trăm ngàn khi mình mượn số tiền loan quá lớn, 5-7 triệu đô la. Ok, thì đây là nói direct cost là expenditure for labor là nhân công, and material là vật liệu được sử dụng trong construction, used in construction,
after improvement là của công ty xây cất đó, nên building đó, trả hàng rào ra, rồi làm những cái cầu thang, làm những cái handicap parking, đủ thứ trong đó, những cái facility đó có thêm rất là nhiều nữa. Ok, điện nước ga gì trong đó, lung tung mấy thứ đó nữa chứ không phải building không. Ok, thì ta nói rõ ràng, contractor overhead of profit are generally treated as direct cost. Tất cả những cái thứ mà vật liệu xây cất cộng với nhân công là labor cost, cái đó được gọi direct cost. Còn cái indirect cost ở đây đó là expenditures. Ok, other than material and labor, không ngoài vấn đề tài liệu, những cái gì đó gọi là vật liệu xây cất và nhân công xây cất, các cost đó riêng mình đã nói rồi. Example, thí dụ như những loại khác, ví dụ administrative cost, vấn đề điều hành, vấn đề mướn những người kỹ sư, những người điều hành cái project đó, cái dự án đó. Professional fee, những người có cái license này kia chẳng hạn. Financing cost, mình nói nãy rồi về loan này kia chẳng hạn. Insurance, bảo hiểm nữa, tác những thứ đó được cộng thêm vào. Thì nó mới thấy rõ ra được là cái, okay, cái value của mình. Nó thấy được rõ ra cái cost của mình. Cái cost này nó có hai phần, direct cost và cái indirect cost. Nhớ rõ chỗ đó nhé. Đi tiếp vào đây. Thì trong cái step để họ tính ra, trong cái phương pháp sử dụng cost approach, thì ta dùng thứ nhất là ta tính được cái tiền của miếng đất đó, cái lot đó là số tiền bao nhiêu, cái value bao nhiêu. Ok, thì ta phải value cái lot đó cho trị giá bao nhiêu cái đã. Rồi sau đó họ mới tính cái tiền cost of new building, trong đó có direct cost and indirect cost. Hai phần đó tính hết vô để tính cái tiền building là bao nhiêu tiền tổng cộng. Được bao nhiêu rồi thì họ lấy cái tiền mà cái tiền xây cất, cái vật liệu xây cất building đó, họ trừ đi cái depreciation, cái sự nó gọi là mỗi năm nó bị mất giá đi đó, nó bị lỗi thời đi, nó bị lỗi thời theo nhiều cách khác nhau, đồ vật hư chẳng hạn trong đó, hay là những cầu thang máy hư, cầu ok chẳng hạn, ba cái thứ là hư đó. Bên cạnh đó là nó còn bị ảnh hưởng bởi economic nữa. Hồi xưa thấy chỗ này khu này tốt thịnh vượng, economic tốt, nhưng mà giờ nó đổi rồi, nó không, chỗ này khu này nó có giống như là cái khu chết, nó không còn giống ngày xưa nữa, nó mất giá, cái building nó tự động nó cũng giảm giá theo. Ok, thì tóm tắt lại là cái value của cái lot của miếng đất cộng với cái building, new building của mình xây, cái cost and cái labor và cái indirect cost đó cộng cộng bao nhiêu trừ cho depreciation, hai cái đó cộng lại với nhau thì ra được cái step number 4 là cái value của cái property hiện tại. Ok, thì mình có bốn điều đó, mình thấy rõ ràng, ta giải nghĩa chi tiết. Estimate cái land value là cái số 1 nè, cái miếng đất nè. Estimate current replacement cost after improvement nè, là coi tổng số tiền xây cất cái building, những building trong miếng đất đó là bao nhiêu tiền. Rồi đó là điều họ thấy được nha nè. Ok, rồi đó là phần thứ hai, họ nhân lên từ square feet hay gì đó. Ok, họ nhân lên cái, ví dụ nó họ xây building đó mà tới estimate là cứ mỗi square feet của tôi là tôi ăn 200 đồng, thì tổng building xây bao nhiêu ngàn square feet đó thì cứ nhân lên, thì cái đó vấn đề là cái cost như vậy. Sau đó estimate cái depreciation subtract. Ok, là cái vấn đề mà bị bảo trì, phải bảo trì, nếu mình không bảo trì nó sẽ bị hư và hỏng hoài đi, mất giá trị cái value của mình, building mình nó giảm giá trị ngay. Thì cho nên nó có vấn đề bảo trì, nó tốn bao nhiêu hàng năm, thì trừ cái tiền depreciation nó ra. Ok, thì ra được cái present, cái value của improvement, là cái vấn đề xây cất, giá trị của building của mình bao nhiêu, cộng với cái xuống dưới câu số 4 là lấy cái value của miếng đất, là cái land value, cộng với cái, ok, cái value của cái improvement của mình, để ra total value. Trong cái value improvement mình bỏ ra, mình xây cất, mình tốn hết 1 triệu đồng, nhưng mà coi chừng, $1 million cho mình tổng tiền, nhưng mà mình phải trừ depreciation hàng năm, nó có thể, ok, tốn bao nhiêu để sửa chữa, để bảo trì. Thì cái tiền bảo trì sửa chữa đó nó có thể lên tới ok bao nhiêu đó. Ok, cái tiền depreciation nó giảm giá đó, thì cho nên mình thấy dù 30% hay là nói 10%, thì $1 million của mình nó trừ đi năm đầu tiên mất đi 10% liền, thì 10% của bao nhiêu, ví dụ mình mua cái đó là mình xây cất tốn $8 million, mình kiếm đất không tính, cái land không có tính depreciation, nó đậm riêng ra ngoài, nó lấy cái miếng đất, cái vấn đề xây cất đó là $8 million đó, nó trừ đi 10% là mất hết bao nhiêu. Ok, nó 10% là coi 1/10, nó có thể là 800,000 để maintain cái đó, cái value đó. Cho nên hàng năm nó phải bỏ gần cả 800,000 để mà nó, ok, cái tiền đó bảo trì rồi kia. Cái đó depreciation, nó cần cái depreciation giảm giá ra xuống như vậy. Thì đương nhiên nó còn lại bao nhiêu, nó 8 triệu mà trừ đi 800,000 nó còn lại có 7,200,000.
là $7.2 million. Cái đó là cái current, ok, hay là present value of improvement cộng với cái last value thì nó sẽ ra được cái, ok, cái step number 4 là cái value của miếng đất. Đó là công thức cách tính chỗ đó, quý vị đọc kỹ để vì tôi nói đó vì hiểu rõ, ok. Nhớ nhà depreciation chỉ tính trên cái cost của new building chứ không có tính trên cái miếng đất nha, cho nó tính riêng ra cái cost trên cái new building bao nhiêu trừ đi depreciation rồi mới cộng với cái value của miếng đất của cái land đó mới ra cái lot đó mới ra được cái, ok, present value improvement là bốn cái đây, bốn step để họ làm như vậy. Vì thế rõ ràng chỗ đó, ok. Bây giờ appraise the land separately. Đầu tiên là mình phải định cái value của cái land, của cái lot mà để mình xây building lên đó là bao nhiêu. Làm sao mình biết được? Đầu tiên đó, cái value của miếng đất đó nó là cái một miếng đất. Làm sao để họ dùng cái phương pháp nào để họ appraise cái value của cái land? Là họ dùng phương pháp đầu tiên đó quý vị, là phương pháp comparison đó, data method đó, là họ phải so sánh miếng đất đó, cái land đó, hay là cái parcel đó, hay cái lot đó với những cái lot tương tự, similar, tương tự nằm ở trong một cái khu vực cùng trong khu vực. Họ cũng tìm 2-3 miếng đất như vậy, tương tự như vậy. Họ xem cái giá bán bao nhiêu. Cái giá vừa bán vừa rồi bao nhiêu giống y trên đầu thôi. Nó là cái comparison mà, để y chang vậy thôi. Nó so sánh cái miếng đất này nó có vuông vắn không, nó to hay nhỏ, nó kém hơn so sánh là những miếng đất kia để họ đưa ra cái value. Là cái land, là miếng đất không, ok. Họ dùng phương pháp thứ nhất là comparison data, ok, approach. Còn bây giờ đó miếng đất họ tính ra cái giá đất riêng, đó là giá kiểu miếng đất họ so sánh là nó miếng đất gì. Bây giờ so sánh là những miếng đất ở trong cái khu vực này đã bán rồi thì giá trung bình khoảng 2 triệu. Thì họ nói ok, cái này cái miếng đất này, cái land value này nó là $2 million. Thì rõ ràng không? Nó không ăn, đó là separately. Nó dùng một cái phương pháp là number one, comparison, đi team nó hỏi cái này dùng phương pháp nào trong cái nào, quý vị nói dùng phương pháp là cost approach đó, cái này đó là comparison. Rồi sau qua cái building đó, ok, cái building đó nó gọi là cái estimate replacement cost đó, thì cái này là cái về building xây cất này kia nó mới dùng cái loại, ok, gì vậy? Cost approach, ok. Thì trong này nó thấy cái estimate replacement cost là xem cái building nó xây lên tốn kém bao nhiêu. Ok, thì ở trong cái phase number, đâu rồi, phase number 233, ok, qua đến 234, mình thấy chỗ đó, mình thấy rõ đây người ta nói rằng replacement cost là cái cost của cái building similar new structure today using modern construction methods. Most current information is available from construction cost engineer. Thì cái người cost engineer đó họ biết họ vừa làm vừa xây lại, có những cái building mà nó gọi là modern, nó gọi là new structure, họ mới vừa xây thì tốn kém bao nhiêu, họ biết. Thì cái vấn đề họ đi họ xem. Thì những người đó họ mới thường thường muốn xây lại cái building trong khu này á, thường thường là một square feet nó tốn vào khoảng $200, là $200 for one square feet chẳng hạn như vậy. Giả muốn xây 10,000 square feet building thì phải nhân lên, ok, là $2 million, right, cost như vậy phải không? Tại vì one square feet là $200, 10,000, 10 gì đó, 1,000 square feet, 10 square feet là 2,000, thế gì đó không? Ok, 10,000 square feet là $2 million, you have to spend that much, ok. Thì cái replacement cost nó dựa vào trong những cái current, những cái mới tin, new gì đó, new methods hay là nó là new technology, cái loại mới nhất bây giờ, ok, nó xem cái giá bao nhiêu cho một square feet, nó chia đều ra, nó tính biết rõ ràng cứ một square feet như vậy là tốn bao nhiêu tiền. Thì cái từng thường thường lấy cái đó information nó từ đâu ra, từ những cost engineer đó, construction cost engineer, họ tính ra họ biết rõ ràng tổng số tiền mà phải chi phí trong cái building xây lại đây, trở lại đây là phải tốn kém bao nhiêu. Thì đó là chỗ replacement cost. Họ có thể đập bỏ những cái gì cũ, building cũ đó đi, họ xây lại cái mới, nhưng họ dựa trên cái cost của những building mới vừa xây, tính theo cái giá thành của những building mà mới xây, ok. Thì những cái đó thì nó được cung cấp bởi cái giá bao nhiêu, cung cấp bởi cái construction cost engineer, họ cho biết nhé. Thì đó là điều mình học được ở chỗ replacement cost, vì hiểu được rõ ràng không, ok. Tree replacement cost ở đây nó có comparative unit method là một điều thứ nhất, unit in place method,
Quantity survey method nó có 3 điều trong này. Ok. Thì mình vào trong này, mình sẽ đọc ở trong cái phí number ở trong này mình sẽ thấy. Ok. Ở đây. Là 324 mình sẽ thấy ở đó phải không? Thì trong này nó có đây đó, nó rõ ràng. Ok. Tree value comparative unit method được sử dụng to derive the cost estimate, là được sử dụng để mà tính được cái estimate in term of dollars, được tính bằng tiền, for square foot, là mỗi square foot là bao nhiêu tiền. Or for cubic foot. Cubic foot ở đây, square foot là tính theo cái mặt bằng, mặt phẳng, ví dụ như sàn nhà. Ok, tính bao nhiêu square foot cho ta tính ra nhân diện tích để nhân lên. Thì cái loại đó, ok, ta xây như vậy. Thì cái loại đó mình tính bằng diện tích, bằng cái area, nó bằng square foot. Còn cái loại cubic foot là cho những cái tính có khoảng không gian trống ở bên trong. Ví dụ như nhà warehouse chẳng hạn. Warehouse thì họ đòi hỏi cái tính có khoảng trống rộng. Tại warehouse không xây ra giống như cái bên thường mà xây bên thật là to rộng, trong trống rộng. Nhưng mà chất đồ chất hết tất cả chật kín luôn. Chứ không có chia ra khoảng trống nào hết. Chỉ có lối đi là thôi, còn chia chất hàng hóa từng kệ lên tuốt trên mái nhà xuống đây. Thì họ tính cái trong cái volume trong đó nó chứa được bao nhiêu hàng hóa. Thì cái đó được tính qua cubic foot, nghĩa là cái nền nhà của cái warehouse đó là cái area, là cái diện tích của nó, nhân với chiều cao bao cao, nó bằng 2 tầng 3 tầng thì cái tính lên tạo ra cái volume, là cái thể tích cho người ta gọi là cái volume, là cái cubic foot đó, họ tính theo cubic foot, nếu bằng warehouse rồi tính bằng cubic foot. Ok. Mình thấy rõ ràng như vậy, giống như cái tủ lạnh mình nó chứa bên trong được bao nhiêu, nó tính bằng cubic. Ok, cubic foot. Ok, chẳng hạn như vậy. Mình đọc mình thấy là 19 cubic foot, 21 cubic foot mua tủ lạnh, cái là 24, 27 nó to rồi phải không? Nó chứa được nhiều đồ trong đó. Ok, thì mình thấy rõ ràng như vậy. Rồi, mình nắm được cái comparative unit method đó thì có thể tính bằng square foot. Ok, hay là cubic foot. Ok, nắm cái chuyện đó. Unit in play method là cái loại gì? Ở trong này. Ở đây người ta nói ở trong cái phí 324. Employ unit cost for the various building component. Dùng cho những cái loại building phức tạp trong đó, như là foundation, floor, wall, window and roof, as installed in the, okay, use the square foot, okay, linear foot, or the appropriate unit of measurement, okay, to estimate each component part. Thí dụ như họ xây một cái building đó, họ nói cho ok, cái building đó nó có cái sàn nó rộng, ok, chiều ngang là có thể rộng đến tới 1.000, ok, 1.000 feet, và chiều rộng nó đến 2.000 feet, thì họ biết được cái họ tính cái sàn nhà đó và lót gạch nó tốn kém bao nhiêu nó trong cái nền nhà đó, thì mình tính được cái area là cái ok bằng square foot đó, thì mình tính 1.000 nhân với ok 1.000 với 2.000, ví dụ chiều rộng 2.000 mà chiều cái width của nó là 2.000 mà cái của nó là bao nhiêu 1.000 thì nhân lên ok là 2 million square feet, mỗi square feet thì tính bao nhiêu nếu họ lắp gạch men họ làm dưới sàn nhà đó thì họ tính, còn cái bờ tường đó ok họ tính ra nó rộng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, họ tính ra cái area đó bằng ok square feet bờ tường, ok cửa sổ window này kia họ tính bằng square feet, cái cửa sổ rộng bao nhiêu square feet là cái diện tích của nó, là nó có cái độ rộng là chiều dọc của mình đó với chiều ngang, hay là gọi cái hay với cái width của nó để biết cửa sổ rộng bao nhiêu cái như vậy, thì họ tính bằng square foot hết. Cái mái nhà của mình, cái roof ở trên đó, nếu là cái roof nó là hình chữ nhật thì mình sẽ tính được cái area của nó bằng cái gì, bằng cái width nhân multiply với cái length của nó phải không, thì nó ra được cái area của cái mái nhà để mình có thể lợp ngói hay là cái những thứ đó, mình có làm những cái roof đó, tính cái kinh công tiền material bao nhiêu, họ tính bằng square foot hết. Những cái đó, những cái hình dạng như vậy, thì cái đó nó gọi là cái loại mà mình tính ra từng miếng gì ráp lại trong cái building của mình đó, thì cái đó nó gọi unit in play method, là tính ra sàn nhà, tính ra tường tốn bao nhiêu nước sơn, tại vì nó rộng bao nhiêu, cửa sổ bao nhiêu, cửa lớn cửa nhỏ thế nào, nó tính ra hết để nó làm cho đúng, và cái tiền cửa sổ đó nó tính theo cái tiền cái giá của thợ mộc, của carpenter, thì họ làm cái đó, họ biết làm ở cửa nhỏ tốn bao nhiêu, hay là cái mái nhà thì ok thì roof specialist họ tính ra bằng square foot hết nhé. Được chưa, mình thấy được đó. Quantity survey method ở đây, quantity survey method đây là involve detail, là nó liên hệ đến cái vấn đề chi tiết,
Estimate of quantity là chất lượng. Ok. Cái đơn phải chất lượng quantity là đến số lượng của cái raw material sử dụng, là trở đến tính đến cái tiền mà vật liệu đó cần biết. Và như là gạch tốn bao nhiêu, lumber gỗ tốn bao nhiêu, cement tốn bao nhiêu. The price of such material. Và tính ra cái giá của từng món hàng đó để coi tổng số tiền cần bao nhiêu bao xi măng, bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch rồi kia chẳng hạn. Họ tính ra hết. Ok, mình thấy ở dưới, trở lại cái slide show đây, mình sẽ thấy cái câu dưới cùng màu xanh đó nói the simplest, okay, simplest way là cách đơn giản nhất to determine replacement cost, để mà định được cái replacement cost là cái cost của cái building khi mình phải sửa lại, mình phải tân trang lại, sẽ xây lại, okay, thay đổi tân trang lại như mới. Year to determine là cách chỉ định cái square foot, okay, là cái diện tích của cái building đó. Which is years obtained by measuring, mà được đo bằng cái outside of the structure, nó đo xung quanh khuôn viên cái building đó để coi tổng cộng cái diện tích nó là bao nhiêu, cái area của cái outside cái building đó là bao nhiêu, rồi nó tính estimate cái một square foot là bao nhiêu tiền nhá. Đó là phương pháp mà đơn giản nhất chúng ta đoán được như vậy. Cho nên mình thấy một căn nhà hay là building ta bao nhiêu square foot là ta tính chung bên chung bên ngoài xung quanh cái building đó nhé, một căn phố đó nhé. Ok, rồi mình sẽ đi qua bên kế tiếp ở đây. Ok, và mình sẽ qua bên này, mở qua cái phase number 335 thì mình thấy được nó kém cái warehouse can be appraised by cubic foot. Mình nãy mình nói rồi, warehouse là nó chứa, nó làm trống rỗng ở trong, nó chứa theo cái gì, cái thể tích. Ok, giống chai nước vậy đó, chứa nước ở trong đó là bao nhiêu. Ok, cái warehouse nó gì vậy đó, ở trong đó nó không có chia phòng chia ngách chia building ra, nó thiệt là to, nó rộng mà nó cao thiệt là cao, cho nên nó bằng cái tính bằng cái cubic là cái volume, thì nó bằng length nhân với cái width nhân với cái height, nhớ đó, ở phía trên đó thấy đó không, nó nói như vậy cho chúng ta thấy ở đây. Ok, mình qua bên slide show, qua bên estimate replacement cost của mình thấy số 2 mình biết được cái đó rồi. Bây giờ mình đi qua cái phần thứ ba, làm sao để mình estimate and deduct cái depreciation. Thứ nhất, estimate là mình định được cái vấn đề mà nó mất cái giá trị đó, cái nó mất cái value của cái building đó, cần nó giảm giá đi đó theo thời gian, bất cứ cái gì xảy ra từ vấn đề tất cả những vật liệu, tất cả những vật dụng ở trong cái building đó bị hao mòn, bị hư, bị gãy, bị lỗi thời này kia, thang máy chạy bây giờ nó không có chạy đàng hoàng, nó không có properly giống như lúc đầu nữa, mới tin nữa, nó cũ rồi. Những cái đó càng ngày nó làm cho cái value của building càng ngày càng giảm xuống. Thì người ta phải estimate trong khoảng một như vậy, thì trong một năm đó nó bị mất cái tiền giảm giá là bao nhiêu tiền. Thí dụ như là số tiền đó nếu muốn tân trang giữ cho nó lúc nào nó cũng tốt đẹp á, thì nó tốn khoảng bao nhiêu. Thí dụ như cái building đó là mình thấy mình bỏ ra 2 triệu để xây cái building đó. Ok, nhưng bây giờ mình biết là nó tốn phải 10% của cái, ok, cái building đó là cái tiền mà để mà bảo trì, ok, tu bổ cho giữ nó ở good condition, cái điều kiện tốt. Ok, mình thấy ở trong những cái building, những cơ quan của Mỹ hay là những hãng xưởng của Mỹ nó mở cả trăm năm nay, nhưng mà cái company, cái building của họ lúc nào cũng lúc đẹp, nó lúc nào nó cũng mới, giống như là mới xây ở trong nó, tại vì nó bỏ nhiều tiền và nó tu sửa, nó giữ cho cái condition của cái building đó lúc nào nó cũng tốt và nó có cái value, giá trị. Ok, còn có những cái building mình không bảo trì nó, mình không ấy, thì cái vấn đề depreciation nó xuống và từ từ nó giảm và mình không có dùng để bảo trì để giữ cái condition của cái building đó tốt, thì đương nhiên nó sẽ giảm giá xuống, nó bị mất cái value. Cho nên ta thấy cái cost của cái improvement là cái building đó đã xây lên bao nhiêu, trừ depreciation là vấn đề nó bị hư hỏng và đưa đến vấn đề thất thoát, trong vấn đề là tính ra tiền dollars, tiền money, thì họ trừ ra. Thì bây giờ cái depreciation đây là reduction in the value, nghĩa là sự giảm cái giá tiền,
ở trong cái value of property, trong cái giá trị của cái value của property due to any cause, bất cứ gì xảy ra nó phải tính phần đó. Thì ví dụ mình nói trung bình mỗi năm nó sẽ mất giá, nó bị hư hỏng, nó bị này kia, nó sẽ giảm xuống hết 10%. Thì mình tính là 10% mới là tại vì thì đương nhiên là mình biết là 2 triệu cái building này mình đã bỏ tiền ra, mình build nó lên, xây nó lên, nó tốn tất cả là 2 triệu đồng. Ok, mình không tính tiền đất, là tiền building không, đó là 2 triệu đồng, $2 million. Nhưng mà nó cost 10% của depreciation, là cái tiền nó bị giảm giá xuống, nhưng mỗi năm vậy 10%. Thì 10% đó là bao nhiêu tiền? 10% đó là ok, là $200,000 để maintain cái đó, phải không? 2 triệu đó. Thì đương nhiên ok, người ta thấy cái depreciation đầu tiên là 200 ngàn. Thì đương nhiên building đó ngay đầu tiên người ta là sửa đổi, người ta sửa chữa và ta trừ đi cái tiền depreciation đi 10% của nó. Thì đương nhiên người ta là 200 ngàn. Thì đương nhiên nó còn lại, nó spend 2 triệu, nó xây lên nhưng mà rốt cuộc nó chỉ còn là 1,8 triệu. Ok, sau một năm đầu, cái năm đầu tiên mất 10%. Như vậy thì mình sẽ thấy cái depreciation đó mỗi năm nó mất 10%. Mình lấy ok, mình lấy ra, mình lấy cái 100%, mình chia cho 10%, nó là 10 lần. Thì đương nhiên cái depreciation đó nó sẽ last được khoảng 10 năm. Ok, đó mình thấy building nó sẽ last được tới 10 năm. Thì ở đây mình sẽ tính như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cuốn sách nào là phí, cái phí number 335. Mình sẽ thấy trong này nó nói rõ ràng. Ok, loss of value from any cost is called depreciation. Rõ ràng. Ok, cái sự mà là hư hỏng, cái sự mất mát, cái sự ok, nó không toàn hảo nữa, thì bất cứ tạo ra bởi nguyên nhân gì được gọi là depreciation. Trung bình nó tính ra là khoảng 10% hay 5% tùy theo mình tính, tùy theo nhé. Nó có cái loại là accrual depreciation đây, nó gọi là gì? Là cái loss in the loss of value of improvement, là cái sự mất mát ở trong cái building, cái sự ok của mình, from any cost, bất cứ cost nào, at the date of the appraisal, từ anh appraiser, cái người appraiser cho họ estimate căn nhà, họ value căn nhà mình, thì lúc đó họ thấy ô cái này hư rồi nè, cái này cũ rồi nè, cái này ok, cửa sổ này không có đúng rồi nè, lỗi thời nè, hay là nó đã đóng cửa không có properly nè, những cái thứ đó chắc thì họ biết được cái depreciation, họ trừ những cái thứ đó ra. Ok, nó không cần mất giá, nó mất giá dần đi. Họ thấy cái gọi là cái tâm cấp mình đi lên đó, bậc cấp mình đi lên lên building đó, mình thấy bây giờ nó mòn, cái đá bị bể ngoài đó, nó nguy hiểm, đó nó bị ok, đi lâu quá nó bể ra chẳng hạn. Ok, mà cái đó trừ, nó giảm giá, nó trừ, nó đưa ra phần đó thành depreciation. Ok, những cái đồ dùng ở trong building đó, cửa ngõ rồi gì đó, những cái cầu thang, cái tay cầm cầu thang, restroom này kia, những thứ đó nó hư hỏng này kia, cái đó nó trừ liền cái khác, đó là depreciation. Nó biết cái đó là depreciation, nó đi đất depreciation ra khỏi cái value của mình. Thế rõ ràng như vậy. Ok, thì ở đây nó nói rõ ràng cái đó là occur depreciation của mình. Xuống dưới một nữa, nó nói mình ở đây là có cái loại nó là strict ok line method, nó gọi là age line. Assume, giả sử rằng cái value decline in equal amount of depreciation each year until reach zero. Ý nói là cái mỗi năm cái depreciation ta tính ta chia trung bình ra đều đều, mỗi năm nó mất cái giá đi vì những sự hư hỏng đó, là ví dụ như 5% hay là 3% hay là 2%. Ok, giờ mình nói là 2% thì mỗi năm nó bị ok, hư hỏng này kia, nó bị depreciation xuống 2%. Thì đương nhiên 50% nó lên tới 100% được, phải không? 2% mà 50 lần 2% nó lên tới 100% được. Hay lấy 100 đó, 100 chia cho 2 đó ra được 50 năm. Thì nó tính là cái building này nó có cái age life của nó là straight life đó là 50 năm. Ok, nó cứ tiêu hao, nó cứ dần dần hao mòn, hư hỏng trong vòng 50 năm. Thì cái vấn đề đưa đến chỗ cuối cùng, nó coi những building đó không còn giá trị nữa nhiều. Ok, không còn giá trị nữa, tại sao 50 năm hư hỏng quá nhiều, mất giá trị nhé. Thì nó tính vậy, nó chia đều ra. Nếu mình biết được cái, nếu mà mỗi năm trung bình mất 2%
thì nó biết là lấy 2% đó, lấy 100% là tối đa là 100% gì, nó chia cho 2% thì được mấy lần. Cứ mỗi lần như vậy là 50 lần, nên được coi như 50 năm. Nó nói cái straight line của building này là 50 năm. Ok. At the end of 50 years là coi như là cái building này nó bị hư hỏng hoàn toàn. Ok. Nó bị mất giá, bị giảm giá, nó bị depreciation 100%. 100% depreciation. Tại mỗi năm nó mất 2% of depreciation. Thì đó là vấn đề mình thấy được ở trong straight line. Tấn định bằng cái năm, cái year, how many year, straight line, cái age của nó, cái building đó, nó last long, how long. Cho vấn đề depreciation, how long does it last. Ok, does it last. Ok, thì đương nhiên là 2% for each year, 50 year là 100%. Ok, đó thì mình thấy được như vậy. Rồi, nó nói cái này, trong xuống dưới này nó nói cái ngoài straight line method. Đó, nó còn nói đến cái the effective age. This is cái gì nữa? This is versus cái actual age là cái gì đây? Thì nó nói đây là e determined, được định, được chỉ định bởi cái condition, điều kiện của building rather than actual age. Ok. Nghĩa là cái actual age, cái building mặc dù nó già nua nó nhiều năm rồi, nhưng mà nó có well maintained, nó well kept. Ok. Nó được bảo trì một cách là rất là tốt, cho nên nó cái effect nó vẫn còn hữu dụng, nó vẫn còn được useful, nó vẫn được mới tinh. Cho nên những building của người Mỹ là chúng cái sở Mỹ này kia, họ mặc dù cả trăm năm nhưng mà họ vẫn còn giống như mới tinh, tại vì họ đó được coi là effective. Ok, effective year là họ được bảo trì tân trang đầy đủ, họ well kept, họ maintain very well, thì đương nhiên building đó vẫn có giá trị, vẫn còn cái value, nắm vững cho đó. Ok, chứ không cần phải tính được building 100 năm rồi không thành vấn đề. Ok, có những building ở Bosa nó đã last khoảng 100 năm nay rồi nhưng vẫn đắt tiền bằng building mới, tại vì cái building đó được maintain very well. Ok, được bảo trì, được tu bổ rồi, rất là đẹp. Ok, thì những cái thứ đó nó đắt tiền. Ok, thì đương nhiên nó vẫn còn cái value của nó không thua gì những building mới xây. Ok, đó thì mình thấy, chưa kể mình nói ảnh hưởng xung quanh mấy cái vụ economic này mình không nói đến, chưa nói đến, mình chỉ nói trực tiếp là cái effective age là cái nó nói rõ ràng. Ok, cái điều kiện, cái condition của building đó nó tốt hay không rather than cái tuổi của nó, cái thời gian mà nó đã xây quá lâu. Ok, nắm chỗ cho vững cái câu đó. If a building has been maintained, đã được bảo trì sửa chữa đàng hoàng hết, its effect, effective age may be less than actual age. Effective age của nó, ok, nhỏ, nó trẻ hơn, tại vì anh sửa chữa riết. Cũng như con người mình đó, mình tuổi lớn mình không biết cách sửa soạn, gặp thể dục ăn uống đầy đủ này kia, mình không biết cách làm trân trang cuộc đời của mình, thì cái mình sẽ già mau thôi, tại vì cái tuổi mình là tuổi lớn rồi. Còn cái effective age của mình thì mình không chịu sửa trân trang, thì đương nhiên mình không chịu lo lắng cho cơ thể mình, thì đương nhiên mình thấy mình ok già. Ok, còn không người ta vẫn thấy trẻ, cho nên ta nói chỗ cô này rõ ràng như vậy chỗ này. Ok, gì nữa? If there have been inadequate maintenance, có nghĩa là không bảo trì, không gì hết, lơ là trong building, làm building xuống cấp, đó là cái vấn đề xuống cấp. Ok, chỉ depreciation xuống cấp, giờ tôi mới nhớ ra, thì nó như vậy, nó bị xuống cấp. It may be rather, ok, thì rõ ràng như vậy. Ok, ok, rõ ràng đây. Economic life là còn thêm một cái loại life thứ hai, nãy mình mới học cái effective life. Ok, effective age. Rồi bây giờ mình qua cái economic life là cái gì? Là nó visit cái physical life. Physical là cái building nó được xây ở trong cái khu đó, đất đó bao lâu rồi, đó là physical life. Nó quá lâu thì đương nhiên nó bị xuống cấp. Ok, mới xây thì tốt, được, nó chưa xuống cấp nhiều, ít thôi. Nhưng mà cái economic life cũng tác dụng lên trên cái building đó mới là quan trọng. Khi xây cái building đó ở trong khu vực đó thì người ta đang thịnh vượng làm ăn, economic life ở trong cái khu đó quá tốt. Ok, mọi người đổ xô về đó làm ăn buôn bán, cho nên nó có giá trị, nó có cái value, cũng như Bosa mình thôi. Ok, thì ngay cái vùng Westminster mà nếu không có Bosa ra thì nó đâu có đắt nhá, đâu có đắt trong Westminster đâu, hay là Grand Rome cái khu đó, thì nó tạo ra những con đường đó, những khu vực xung quanh người Việt đổ xô về dành, thì nó economic life, vì cái nó có economic là tại người Việt đổ về, và họ khắp mọi nơi chắc tiểu bang họ đổ về cái khu vực mà Little Sài Gòn này đây để mà người ta ở xung quanh đó, thì đương nhiên những cái value của những cái căn nhà đó, mặc dù căn nhà nó 80 năm rồi nó vẫn bán giá 700-800 ngàn là bình thường. Ok, không có gì khó khăn cả. Ok,
Còn hôm chị ra đi ra tuốt ngoài bên chỗ Riverside, mua căn nhà khoảng 400 ngàn, cái nhà nó rất là đẹp, nó mới tinh. Mà to, được gấp 3 lần cái căn nhà mình có trong này, mà giá có 400 ngàn. Ở đây mình phải bán mua căn nhà, ok, cũ rích, nhớ kể, xây là 5-60 năm rồi, phải trả 800-900 ngàn, có khi cả bạc triệu. Thấy chưa? Economic life. Mặc dù cái physical cái life của nó già nua rồi, cái nhà già nua rồi, nhưng mà vì economic life nó tác dụng đấy, ok, thì cho nên căn nhà đó nó lại có giá trị. Cho nên cái physical life đó nó không quan trọng lắm, mà cái economic life mới là quan trọng tác dụng đó. Cho nên mình đã nói câu là gì, thiên thời địa lợi nhân hòa, hay là location và location, là cái location đó là thuộc về economic zone thì mới làm ăn buôn bán, mới có giá trị được, mới có value được. Cái đừng nói ồ tôi mua căn nhà rẻ lắm, ở đâu ở tuốt xe bờ đa đi rồi trên ngọn núi đó, nó nóng cho một trận 120 độ chẳng hạn, mùa đông nó lạnh dưới 0 độ rồi, hỏi sao ở đó muốn làm đêm phở phải lái xe thật xa, muốn đi chợ phải lái xe tiếng đồng hồ, ok, chẳng hạn như vậy. Muốn có việc làm không có việc làm, chứ khu đó là khu đó nó chưa có economic, nó không có phát triển. Trên căn nhà đó chỉ có 200-300 ngàn là phải rồi, ok, đừng đòi hỏi nhiều trong căn nhà khu vực đó. Nhưng mặc dù căn nhà mới xây có một tuần lễ nó vẫn rẻ như thường, thấy chưa? Còn căn nhà mình nói vì đi tới ngay cái đường mấy cái loại mà xung quanh chỗ Little Sài Gòn mình ở đây, mình sẽ thấy đường Magnolia, đường Brookhurst, đường Euclid, mấy cái đường gì đó, ok, đường Brookhurst rồi kia, những cái vòng trong khu rồng vọc vòng 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 chỗ MacFadden, rồi xuống tới Fountain Valley, rồi chỉ lên trên trên kia tới Garden Road, lên phòng trên đó thì các cái nhà nào cũng đắt tiền 700-800 ngàn hết, ok, thấy rõ ràng lắm. Đó là cái economic life nó tác dụng vào trong cái property. Còn cái physical life là cái tuổi tuổi đời của cái tuổi thọ của căn nhà đó, nó quá già rồi, nó 50-60 năm, nhưng mà nó không quan trọng, miễn sao nó nằm ở trong cái khu economic life nó vẫn có giá rất đắt hơn làm một cái căn nhà mà mới xây ra mà ở cái khu không có economic. Tôi nói vững chỗ đó cho vị hiểu rõ ràng để đi thi, vị nắm cái economic life là quan trọng nhé, chứ nói physical life quan trọng hơn cái economic nhé. Là điểm thấy effective age is determined by the condition, là điều kiện, và cái useful là cái sự hữu dụng của một building. Building đó còn được cái được trưng dụng, được hữu dụng, được tốt, được sử dụng rất là ok, người ta vẫn còn thích sử dụng nó, hay là nó được cái okay, nằm trong khu vực rất là tốt cho nên người ta muốn muốn mua nó, ok. Điều kiện của cái building là cái được cái condition của building đó là mình được tân trang lại mỗi năm, sửa chữa bảo trì này kia, nó đẹp, nó mới như lúc ban đầu. Cái đó được gọi là effective age. Effective age khác economic age, quý vị nên nhớ dùm cho nhé, ok. Nhớ nhà effective age thì nó bay trên cái condition, cái điều kiện của cái building đó, và cái sự ok hữu dụng của building đó, nó nằm ở cái khu vực tốt không, nó có tiện lợi không, ok, cho người ta thích sử dụng nó không, ok, nó nằm trong khu economic zone đó, nó nằm trong khu đó, trong cái economic zone đó, nó có nằm trong đó không, hay nằm xa vời ở ngoài tuốt, mà tuốt ra chỗ nằm ở San Bernardino, ok, trên ngọn núi đâu đó, ok, Riverside gì đó, ok, chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ quý vị nắm rõ ràng, còn cái economic life là cái nó nằm ở trong khu vực kinh tế, ok, phường phồn thịnh, ok, thì nó có giá trị theo cái thời khu vực kinh tế đó, ok. Nếu mà economic life nó bị thay đổi thì coi chừng cái value của cái property đó, cái building đó cũng bị thay đổi theo nhé, ok, thì rõ ràng như vậy. Được chưa? Quý vị thấy được cái chỗ đó phải không? Ok, bây giờ mở qua, ok, go over cái tree six một chút xíu. Ở đây mình sẽ nói chỗ này. Appraiser là cái người làm appraiser đó, use of effective age. Đương nhiên nó dùng cái effective age trên cái building là nó coi cái condition của building đó có tốt không. Ok, rồi đó là điều quan trọng, cái condition và cái useful là cái được cái building đó có được 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 được, được hữu dụng không, cái có nghĩa ta có nó đáp ứng được mọi nhu cầu của người sử dụng không, thì đó là điều ở chỗ này là hai cái là useful này. Ok, not actual, ok, this physical age, không phải cái tuổi đời của building đó xây lâu hay mới xây,
mới xây dựng ra nghĩa gì hết. Nếu nó không condition không good, nó không được sử dụng, nó không nằm chỗ cái khu thiên thời địa lợi nhân hòa, useful, easy to access to, ok, những cái gì đó, freeway hay là company hay là shopping center, whatever, ok, school chẳng hạn như vậy. The economic life up and improvement, cái đời sống về kinh tế đó của một cái building đó is usually shorter than the physical life. Đương nhiên cái building mình xây ra 100 năm nó mới chưa hư, nó vẫn nằm đó, nó không có gì hết. Nhưng mà có lúc nó lên, có lúc nó xuống là bị nó ảnh hưởng bởi economic life. Cái lúc economic nó tới phồn thịnh ở khu vực đó thì building mình tăng lên. Mà nếu mà economic nó xuống, kinh tế nó xuống đó, thì cái building mình nó bị giảm giá. Chứ còn cái physical là tuổi đời của building đó nó vẫn như vậy thôi. Ok. Cho nên có nhiều khi nó năm chìm, ba chìm bảy nổi, có lúc thì kinh tế lên thì nó lên, mà kinh tế xuống nó xuống, rồi lúc mà kinh tế lên nó lên trở lại, nó xuống nó xuống. Ok. Nó là cái economic life đó là rất là quan trọng. Vì thấy rõ ràng nhà cửa cũng vậy, nó nằm trong khu vực nào mà đúng cái economic là ok, nó có economic life, nó vẫn có phồn thịnh, nó sẽ phồn thịnh hoài dài, thì đương nhiên cái giá nhà vẫn cao như thường. Vì thế nhà ở trong khu vực economic của Bosa, Metro Sài Gòn của mình đó, thì bảo đảm khu vực này nó economic life của nó kéo dài. Ok, tại vì nó là không thể là xuống được, tại vì đó là cái demand của tất cả những người Việt, họ ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, họ đổ xô tới đây mua nhà. Những người bên Việt Nam qua mua nhà muốn ở gần cái thành phố Việt Nam, họ muốn đi chợ, đi búa, thì nó tạo ra cái economic life ở đó, nó dài rồi. Cho nên những cái chuyện kinh tế nhà cửa xuống, mà cái nhà của những cái nhà, những building nằm ở trong cái khu Việt Nam, cái Little Sài Gòn này, chưa chắc thì nó xuống. Người ta xuống 20%, nó phải xuống có 3%, 5%, nó không có xuống nhiều được. Tại vì nó nằm ở trong economic life. Nếu người ta nói, ô bây giờ bỏ cái Little Sài Gòn ra này, và chính phủ đuổi hết ra, chính phủ biểu thì đem ra Riverside mở một cái thành phố Little Sài Gòn bên đó, rồi tất cả cửa tiệm bán đó, thì đương nhiên nhà cửa bô xa chả mấy chốc sẽ xuống giá, tất cả building ở đây tự nhiên bán rẻ mà không ai mua. Ok, thì rõ ràng như vậy rồi, mình hiểu được hai chữ đó được rồi, được chưa, được rồi chứ gì. Ok, là ba cái loại đó mình thấy ở đây nó nói rõ ràng. Ok, bây giờ mình đi xem cái ba cái loại này nó đi trực tiếp nó là cái gì, và mình sẽ nói cho rõ hơn ở trong này. Ok, đâu rồi, thứ nhất tên với trong accrual for depreciation là cái concept, là cái ý niệm của estimating để mà định cái giá, ok, cái số tiền của cái depreciation there will be in the future. Ok, the accrual for depreciation is used, ok, in the income approach discuss in the next section. Mình chờ tới phần next section nó sẽ discuss rõ ràng hơn. Ok, bây giờ nè, mình xuống dưới này nó gọi là physical ok, bây giờ mình đi xuống chỗ này, mình đi qua cái phần gọi là physical deterioration. Ok, deterioration là cái phần mà nó bị hư hỏng, nó gọi curable hay là incurable. Bây giờ phần này là trong cái, để nó mở cái slide nó nói đây không, value of property mình biết rồi. Ok, cái số 4 này mình đã thấy chỗ value of property. Ok, mình chưa qua đến đó. À, mình sẽ đi ngược lại đây, mình đánh ba cái phần này trước cái đã. Ba cái phần này, ba loại depreciation này. Thứ nhất, physical deterioration, nó gọi là curable or incurable. Ok, thì mình đã đọc cho này, mình xem coi cái loại đó nó gọi là cái gì ở trong này. Ok, tại sao nó gọi là curable và incurable, mình phải check ra để xem coi ở đây nó có nói không. Tôi mở qua đấy, đâu rồi, đây ở bên phía number 336, physical deterioration là cái loss, là cái mất nát, cái sự xuống cấp in value, trong cái giá trị, due to wear and tear. Wear nghĩa là nó mòn, tear là rách nát, bể hư. Ok, là cái trong cái tình trạng cái building của mình nữa mà nó gọi là physical deterioration. Ok, deterioration là cái thời nói về cái sự wear and tear, hai chữ đó nhớ, wear là wear out đó, là mòn đó, tear là bị tear off, nghĩa là bị hư ra, hư gãy hư đó. Ok, xét rỉ gãy ra, đổ bể ra, ba thứ đó là mấy cái đồ vật liệu, mấy cái đồ vật dụng ở trong cái building của mình bị hư hỏng hết,
thì nó gọi là wear and tear. Thì cái đó nó check cái đó được có xếp vào cái loại là physical deterioration, là tình trạng hư hỏng về trạng thái vật lý, là những cái building, thang máy hư hỏng, ok, xét rỉ, bấm chạy kêu, rất chậm, đi lên đi xuống rất chậm, mà còn tiếng động lớn, hư rồi, ok. Rồi mấy chỗ vô trong đó mình vô cánh cửa thì cái chỗ mà cầm cửa để mở cái cửa ra đó là nó gãy rồi chẳng hạn như vậy, ok. Rồi vòi nước chỗ trong đó, bị mấy cái loại trong đó, những cái ống nước ở kia, mấy cái loại ra vặn để mở vòi nước ra là kia nó bẻ rồi, nó cứ ngắt không mở ra được, nó hư, nó bị rét ăn, ok. Ba cái thứ đó được gọi là physical deterioration, hư hỏng theo mấy trong vật dụng bị hư hỏng. Đó là điều mà ta nói rõ ràng ở đây, quen thế. Nhớ câu đó nhé. Nó gọi là curable depreciation. Thì nó nói là cái những cái repair, là cái sửa chữa bảo trì cho nó, that add more to the building value than they cost. Có nhiều cái mình sửa nó bị hư, nhưng mà nếu mình sửa cái những thứ đó, có khi mình rút mình sửa chữa đó, mình thay thế, mình tân trang, mình sửa nó đó, thì có thể nó tạo thêm value cho cái building của mình, cái property của mình. Mà cũng có thể là nó không tạo ra value cho của mình. Thế nói cái khi nó curable là có thể tăng value, có thể, ok, nó sửa chữa cái đó thì value nó tăng lên, ok. Đó là điểm thấy được như vậy. Rồi nó incurable là không tăng cái depreciation lên, nó không có tăng lên được. Thế nói đây là refer to repair, cái vấn đề mà sửa chữa mà would be so expensive, nó quá đắt tiền. They are not economically feasible, nó không phải làm tăng giá trị. Ok, thí dụ cái thang máy của mình, mình ráp cái thang máy đó có 10.000 đồng cái thang máy, cái elevator đó. Bây giờ mình chơi sang, mình order một cái thang máy 100.000 mình ráp vô, mình không chịu mua cái thang máy khoảng 10.000 hay 15.000, mình chơi một cái 100.000 ráp vô, đâu có tăng value lên 100.000 đâu. Cái đó là cái necessity, là cái cần thiết ở trong building, nó chỉ tăng lên bao nhiêu trong khoảng, cái value nó chỉ trong khoảng thời gian 10.000, 15.000. Còn cái chuyện anh chơi vấn đề sai xí phẩm, anh muốn làm cái loại mà cho đắt tiền đó, ok, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không tính như cái value của cái elevator, nó chỉ có 10,000 or 12,000 mà thôi, anh mua cái mới. Nhưng mà anh cố gắng chơi làm cái 2-300 ngàn, nó không có lợi gì, nó không có tạo ra cái value gì, ok. Đó thì mình thấy được như vậy, ok, anh nói rõ ràng trên vấn đề curable là có những thứ mà mình sửa chữa thay thế trong cái vấn đề, ok, physical bị hư rồi, những vật dụng hư trong đó đó, thì mình có thể thay thế, nó tạo ra, có thể nó tăng năng cái value lên, thế gọi là curable. Cũng có những thứ mình thay thế trong đó quá lớn, expensive, mình thay đồ quá đắt tiền, nhưng nó không tăng được cái value lên, nó chỉ tăng một phần nhỏ thôi. Đó là điều nói hai chữ curable và incurable. Mình hiểu chưa đó? Ok, rồi, mình hiểu được chữ physical deterioration không? Ok. Tường thì bị lúng, bị bể, bị nứt, bị này kia, building, cửa kính bị nứt, ba cái thứ lặt vặt đó, ok, là ba cái thứ physical deterioration. Còn cái là functional obsolescence. Functional obsolescence đây là những cái loại vật dụng ở trong cái building đó bị lỗi thời. Thì mình thấy những thứ và đồ dùng trong đó bị lỗi thời, như là cái cửa sổ bây giờ cầm còn quay hoài, nhiều khi quay mạnh quá cũ rít rồi, nó phân sinh nó không phân sinh tốt nữa, quay hồi nó kiểu như băng, nó bay ra rớt ra ngoài luôn, rớt cái đồ quay ra luôn và nó mòn luôn rồi, bây giờ rõ vô không được, nó obsolescence. Cái loại đó mình phải thay nó lại, ok, thay với cái loại mới. Nhưng mà nó cũng có curable và incurable. Đừng chơi chỉ thay một cái đồ vặn vào trong cửa sổ để quay cửa sổ đó, mở ra đóng vô cái loại cũ đó. Đừng chơi cái màn mạ vàng trong đó, loại 24 vàng cara vô trong đó rồi bán để vô, thay vì cái đó người ta mua có 5 đồng thì mình làm phải mua lên tới cả 2.000 đồng, thì cái chuyện đó thì bảo đảm đắt tiền mà không có tăng cái value lên được đâu, ok. Mình hiểu được như vậy. Curable là mình sửa lại, nhiều khi mình sửa đúng và nó hợp thời hợp lý, ok, với cái cửa đó quay rất là dễ dàng, là tốt, nhẹ nhàng, thì nó tăng cái value, ok, nó giữ cái value, nó không mất value, ok, nó không bị depreciation nặng quá, ok. Thì functional là gì? Những thứ như toilet, có vì sử dụng mà plug không chạy này kia đó, cái đó là functional, ok. Điện bật lên không lên đó là functional,
ba cái thứ đó, ok, cửa mở ra không được, nó không có function well, ok, mở ra không được rồi phải đá đá mấy cái nó mở ra này kia, ba cái thứ đó, vừa tay vừa vặn rồi mở cửa, ở dưới thì đá vô mấy cái nó mới mở, ba cái đó là functional obsolescence.